Xin chào các bạn. Hôm nay Thanh Long chia sẻ với các bạn có lứa tuổi cập D. Lứa tuổi cập D là lứa tuổi trong cái thời đầu yêu nhau. Qua một cái bài viết nói về là hôn nhân tiết khung. Qua bài này thì các bạn sẽ hiểu hơn mình thuộc cung gì, nên chọn bạn tình cung gì để mong rằng sống chung với nhau lâu dài, sanh con đẻ cháu khôn ngoan, giàu sang phú quý. Thì qua bài thơ này thì có những cái cung kiết và những cái cung hung. Cung kiết là những cái cung tốt chúng ta nên chọn, và những cung hung chúng ta nên sàng bỏ qua, bởi vì mình bắt đầu yêu nhau thì chúng ta còn sự chọn lựa. Đừng để yêu rồi mình rất là khó bỏ với nhau. Thì qua bài thơ: thiên y sanh khí hai vị, đặng hai cung ấy vị thì sống lâu. Tuyệt mệnh thì hẳn lo âu, nhược bằng ai cãi ở nhau không bền. Du hồn tuyệt thể còn nên, bán hung bán kiết gì vì duyên tầm thường. Ngũ quỷ thì ta phải nhường, vợ chồng nghịch ý từ cương đêm ngày. Phúc đức giàu sang ngay bì, đặng cùng phục vì cũng được bậc chung. Thì qua bài thơ này nói lên là thiên y sanh khí hay vì đặng hai cùng ấy vị thì sống lâu, nghĩa là mình thuộc thiên y hoặc là sanh khí thì những cái cung này rất là tốt cho cái vấn đề là hôn nhân, cũng như là dưới đây là phúc đức và phục vì cũng tốt về hôn nhân, chúng ta sẽ tránh, cũng như là kết hợp với nhau là tuyệt mệnh, du hồn, tuyệt thể thì có thể tầm thường, nhưng mà tuyệt mệnh và ngũ quỷ thì hai cái cung này chúng ta phải tránh. Tuyệt mệnh còn gọi là bát sang tuyệt mệnh, hoặc là tuyệt mạng, hoặc là bát sang giao chiến, bát sang ngũ quỷ. Đó là hai cung cực kỳ xấu, mà lấy nhau thì ở nhau không bao lâu thì gia đình sẽ, vợ chồng sẽ ly tán, có thể dẫn đến cái sự chết chóc và vô cái cung tuyệt mạng. Thì cung thiên y và sanh khí, hôm nay chúng ta nói về thiên y và sanh khí. Thiên y thì nó có quẻ gì, sanh khí đó thuộc quẻ gì, cung gì. Thiên y thì gồm có là người thuộc đông tứ trạch thì có cung chấn. Cung chấn mà kết hợp với cung khảm đây là thiên y nha các bạn. Thiên y còn người cung tốn mà kết hợp với cung ly người cung càn là tây tứ trạch, thì người cung càn, càn thì tam liên, kết hợp với cung cấn người cung đài kết hợp với cung khôn. Thì sẽ được đặng vào là thiên y. Người cung chấn. Chấn là gì? Thì các bạn muốn biết thêm mình thuộc cung chấn gì thì Thanh Long có hướng dẫn các bạn cách tính tuổi năm sinh. Nam thì mặc định là 10 trừ, nữ là 5 cộng. Đối với những người có năm sinh từ 1900 cho đến năm 1999, còn người từ năm 2001 cho đến năm 2099
là nam được mặc định là 9 trừ, nữ mặc định là 6 cộng. Thì nó sẽ ra được một cái quẻ là cung càn khảm cán chấn tốn ly khôn đài ha. Thì các bạn muốn tìm được cái quẻ đó thì qua một cái hình mà gọi là cửu cung, thì nó có cái tên từng cái vì sao: nhất khảm, nhì khôn, tam chấn, tứ tốn, ngũ trung cung, lục càn, thất đài, bát cấn và cửu ly. Thì nó ra được cửu cung đó, nó có cái quẻ thì các bạn sẽ hiểu được mình là thuộc cung gì, sanh năm bao nhiêu, cung gì, thì sẽ được cái đặng là cung chấn hay là cung tốn. Đây là những cái các cung nó sẽ hợp với nhau, phối với nhau là sẽ hợp với nhau. À, ví dụ đây là cung chấn thì mình ghi là cung chấn cộng cung ly, cung khảm ha. Đây cung khảm nha các bạn, là hợp với nhau. Cung chấn và khảm nó thuộc là thiên nghi. Rồi cung tốn, đây là tốn kết hợp với ly, đây là cung ly, thì nó sẽ là thuộc thiên nghi. Còn đây là cung càn, càn kết hợp với càn và cấn, đây là đài, cung đài kết hợp với cung khôn, đây là những cái tuổi này là đặng thiên nghi. Sanh khí hai vì đặng hai cung ấy, vợ chồng sống lâu, là sống ở với nhau rất là lâu dài, đó con cái rất là đông và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về cái sanh khí. Đây là chỉ là cung gọi là thiên y, chúng ta tiếp tục là cung sanh khí. Cung sinh khí thì nó có quẻ như sau: sinh khí thì nó có quẻ cung chấn. Kết hợp với cung ly, cung tốn kết hợp với cung khảm, cung cung càn kết hợp với cung đài, cung khôn kết hợp với cung cấn. Đây là những cái cung, những cái quẻ này kết hợp lại nó thành là cái cung sanh khí ha. Sanh khí thì nó gồm đây là chấn, gọi là chấn kết hợp với ly, đây là tốn kết hợp với
đây là càng kết hợp với đài. Đây là khôn kết hợp với cấn. Đây là những cặp đôi hoàn hảo nha các bạn. Đó. Đây là sanh khí. Thì các bạn, những cái cặp này, cái cung này kết hợp lại, những cái quẻ này kết hợp lại thành cái cung sanh khí. Hồi nãy là thiên y, giờ là sanh khí, còn gọi là thiên y sanh khí hai vì đặng hai cung ấy vậy thì sống lâu. Thì các bạn nên chọn những đối tượng người mình yêu cho nó phù hợp theo những cái quẻ này thì sẽ được sống lâu và hạnh phúc, con cái đầy đàn. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn phải soạn lại những cái bài trước của Thanh Long có chia sẻ. Nếu như các bạn không muốn mất thời gian thì cứ comment với Thanh Long. Còn những cái sâu về những cái bản này thì chỉ có học viên của Thanh Long thì mới cảm thụ được. Còn mình chỉ chia sẻ với một cái số lượng nó vừa đủ để các bạn tham khảo thêm những cái trang khác. Đó. Tiếp theo bài thứ kế tiếp thì chúng ta nói hôn nhân kết khung, nói về những cái tuyệt mạng ha, nói về cái cung tuyệt mạng. Như thế nào gọi là tuyệt mạng, mình chạm vào đó thì chúng ta phải tránh cho nó an tâm. Thanh Long xin mến chúc các bạn luôn lần giải thành công. Nếu các bạn thấy kênh có hữu ích thì nên chia sẻ cho các bạn bè của mình. Bạn nào xem mà chưa đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký nút bên phải dưới màn hình. Thanh Long xin cảm ơn và xin chúc các bạn luận giải thành công. Xin chào.